Mến chào các bạn, mình là cái nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Sau một thời gian dài bên đơn vị mình tư vấn và thiết kế cho rất là nhiều những gia chủ ở những tỉnh thành khác nhau, thì ngày hôm nay bên đơn vị mình cũng có dịp tư vấn thiết kế xây dựng trọn gói cho gia chủ ở Trần Văn Thời, Cà Mau. Và ngày hôm nay mình sẽ mời mọi người đến Cà Mau cùng với bên đơn vị mình để thương thảo ký một cái hợp đồng xây dựng trọn gói nhà cấp 4 hành lang chữ L ở Đông Thôn. Có dịp quay trở lại Cà Mau thì bên đơn vị mình cũng cảm thấy rất là vui các bạn, vì có thể nói rằng đây chính là một cái tỉnh thành mà ở tận cùng của Tổ quốc, và một tỉnh thành được xem như là xa nhất so với tất cả những cái tỉnh thành còn lại mà bên đơn vị mình thời gian qua đã mong nhận xây dựng trọn gói. Các bạn đang quan sát là hình ảnh mà bên đơn vị mình tiến hành làm việc với cái gia chủ để thương thảo ký một cái hợp đồng xây dựng trọn gói. Và ngôi nhà đây sẽ tiến hành khởi công vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 nè các bạn. Và các bạn hãy chờ xem bên đơn vị mình hoàn chỉnh cái ngôi nhà này trông như thế nào. Và mình sẽ thực hiện một cái video chi tiết trong quá trình xây dựng mẫu nhà này gửi đến mọi người tham khảo. Giờ đây nói về cái phương án xây dựng nhà trọn gói không còn xa lạ với bà con mình nữa, vì đây có thể nói là một cái phương án xây dựng được mọi người rất là ưa chuộng, vì nó đỡ tốn thời gian công sức, vì đã có bên đơn vị tư vấn thiết kế và xây dựng, người ta đã lo trọn gói cho bà con mình rồi. Và vấn đề của bà con mình hiện tại là mình cần phải có lo lắng là mình chỉ lo về cái phần cái kinh phí xây dựng thôi, phải không các bạn? Bên đơn vị mình khi thực hiện xây dựng trọn gói cho bất kể một cái ngôi nhà nào thì bên đơn vị mình cũng tiến hành tư vấn rất là kỹ, và kèm theo đó là cần phải có một cái bản vẽ chi tiết, một cái bản dự toán chi phí xây dựng và một cái hợp đồng xây dựng trọn gói, có thể nói rằng là rất là chi tiết và rõ ràng từng cái công việc thực hiện cho cái ngôi nhà bên trong, như là phần kiến trúc, kết cấu và điện nước. Chính vì vậy mà bà con mình khi nhờ bên đơn vị mình tư vấn với thiết kế xây dựng trọn gói thì cũng rất là yên tâm. Chính vì cái điều này mà thời gian qua bên đơn vị mình có thể nói được rằng là nhận rất là nhiều những cái ngôi nhà ở khắp nơi, khắp các tỉnh thành, và Cà Mau có thể nói rằng là một trong những tỉnh thành mà đơn vị mình sắp tới sẽ tiến hành xây dựng. Chia sẻ về cái mẫu nhà này là được xây dựng trên một cái mảnh đất trống ở vùng quê nông thôn, với cái chiều rộng mặt tiền là 8m và cái chiều sâu là 18m, được thiết kế đầy đủ công năng cho một cái gia đình 3 thế hệ sử dụng, gồm một phòng khách kiêm phòng thờ, 4 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn, một phòng sinh hoạt chung và một nhà vệ sinh, kèm theo đó là một cái khu giặt rửa. Có thể nói rằng là công năng ở bên trong là nó rất là rộng rãi và đầy đủ. Đây là cái mảnh đất trống mà bên đơn vị mình sẽ tiến hành xây dựng cái ngôi nhà cấp 4 hành lang chữ L này đó các bạn. Với cái chi phí này thì bên đơn vị mình hoàn chỉnh có ngôi nhà này như thế nào, và mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Về phần móng thì sẽ được ép cọc nha các bạn. Về phần nền thì cao là 5x5 cấp, tương ứng đó là 750. Về cái mái nhà người ta gọi đó chính là mái Mỹ, hay còn gọi là cái mái thùng, đập tôn một mái xuôi. Về cái phần hành lang chữ N thì sẽ được bên đơn vị mình đúc bê tông hết nha các bạn. Thông qua video này mình cũng xin chân thành cảm ơn gia chủ Trần Văn Thời, Cà Mau đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế, tư vấn và xây dựng trọn gói cái ngôi nhà của mình cho bên đơn vị mình thực hiện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Mình vừa cùng các bạn trải qua tham quan một cái quá trình làm việc bên đơn vị mình thương thảo ký một cái hợp đồng xây dựng trọn gói ở Trần Văn Thời, Cà Mau. Và video chia sẻ về cái quá trình làm việc của bên đơn vị mình đến đây là xin kết thúc. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.